Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2020. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình phát hình Hội Thánh Baptist Riverdale Maryland. Trong phần 2 là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình phát hình Hội Thánh Baptist Riverdale Maryland. Nếu đôi bàn chân bị sưng phồng sau một hành trình dài đi bộ, bạn cảm thấy đau đớn và chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Nhưng nếu cứ ở trên tại đó, bạn đang cách xa đích đến, vết thương sẽ càng thêm đau nhức. Chỉ khi quyết tâm đứng dậy, chấp nhận đau đớn mà bước tiếp, bạn sẽ vượt qua được. Chương trình hôm nay muốn dùng hình ảnh này để khích lệ bạn hãy đứng dậy từ những thương tổn của cuộc sống và bước tiếp, vì Chúa ở cùng bạn và ban cho thêm ơn. Nó phải ngồi một mình và làm thinh, vì Ngài đã gán ách trên mình. Nó khá để miệng trong bụi đất, hoặc giả sẽ có sự trong mong. Nó khá đưa má ra cho kẻ vả, khá chịu đầy nhút nhơ. Dù Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Vì ấy là những chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu, trong Ca Thương đoạn 3 từ câu 28 tới 33. Tôi gặp phải chút vấn đề với đôi bàn chân của mình. Có vẻ như dù mang loại giày nào đi nữa thì gót chân của tôi cũng đều bị sưng phồng. Tôi đã mua đôi giày mới chuyên dùng cho việc đi bộ đường dài, mang nó suốt vài tuần để cho chân mình quen dần trước khi thực hiện chuyến đi đường dài này. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy chân mình như bị lửa đốt. Khi lên được đỉnh núi, cởi giày ra, tôi nhìn thấy một bong bóng khổng lồ nổi trên ở hai bên gót chân mình. Lúc đó tôi ở một mình, không có những dụng cụ y tế để băng bó, thật là tồi tệ. Tôi vừa trải qua một tháng rất khó khăn, cuộc sống dường như bị che mờ bởi những nỗi thất vọng, mệt mỏi, tổn thương. Và giờ đây tôi cần phải đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng trong đời. Tôi đã cầu nguyện với Chúa suốt cả năm để tìm kiếm sự hướng dẫn, nhưng dường như Chúa vẫn im lặng. Vì vậy, tôi quyết định đi bộ lên núi để tìm kiếm một không gian yên tĩnh, với hy vọng có thể tĩnh tâm, nghe thấy tiếng Chúa và những gì tôi nhận được là một đôi chân sưng phồng. Chúa hứa là Ngài sẽ lắng nghe tiếng chúng ta kêu cầu. Ngài muốn chúng ta cầu nguyện không thôi và tin cậy rằng Ngài sẽ đáp lời. Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, nhân từ và đầy lòng thương xót với con dân Ngài. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy bản thân mình như muốn nổ tung, tan ra từng mảnh bởi những cám dỗ, bởi hoàn cảnh khó khăn, thì Chúa hứa là Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13. Trong hoàn cảnh mình ở trên đỉnh núi, tôi thổi vào những bong bóng nước và sau đó véo chúng. Chúng bị vỡ và chất lỏng chảy ra. Tôi có thể đi chân trần, nhưng con đường đầy đá sắc nhọn. Tôi lấy một ít khăn giấy băng tạm vết loét rồi quyết định đứng dậy và bước đi. Khi xuống tới chân núi, tôi hiểu được những gì cần làm. Khi đi bộ đường dài với một đôi chân bị thương tổn, vết phồng rộp ở gót chân sẽ nặng hơn, nhưng bạn sẽ quen dần.
cơ thể bạn vẫn chịu được. Tôi nhận ra mình vừa có một quyết định đúng đắn. Trước những khó khăn trong cuộc sống, Chúa khích lệ chúng ta sẵn sàng bước vào những ngọn lửa hừng, như ba chàng trai trẻ Hebrew năm xưa ở tại Babylon. Tính mạng của họ được an toàn giữa lò lửa hừng vì họ tin cậy nơi một Đức Chúa Trời toàn năng. Vết phồng rộp ở chân làm tôi đau, nhưng vết thương đó vẫn còn có thể trầm trọng hơn. Có khả năng tôi không thể đi bộ xuống núi, biết đâu tôi phải bò. Chúa biết tôi có thể chịu đựng đến đâu, và Ngài đặt để những thử thách vừa sức tôi. Nhưng tôi phải đương đầu với nó. Tôi phải chấp nhận đau đớn, đi bộ xuống núi. Và khi tôi quyết định như vậy, thì tôi đủ sức để đi xuống chân núi cách an toàn. Nếu tôi tập trung vào nỗi đau của mình, lo nghĩ về những hoàn cảnh, chắc giờ này tôi vẫn còn trên đỉnh núi kia, kêu khóc trong vô vọng. Chúa biết rõ và thấu hiểu mọi hoàn cảnh, mọi cuộc đời. Trong những khó khăn, thử thách, Ngài đều mở đường ra khỏi. Ngài ban thêm ơn khi chúng ta quyết tâm bước đi. Và trong mỗi bước đi của mình, chúng ta nhận được sức mới của Ngài để đi tới sức lực lần lần thêm. Mỗi khi tôi tập trung vào hoàn cảnh, tự hỏi tại sao Chúa lại kêu gọi tôi đối mặt với lò lửa hừng, tôi nhớ đến thế nào Ngài đã sai phái con độc sanh Ngài đến thế gian và chịu treo trên thập tự giá. Kính thưa quý tín giả, có thể bạn đang cảm thấy buồn chán, mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, nhưng Chúa muốn bạn đứng dậy và bước tiếp. Việc bạn cần làm bây giờ là hãy dùng dậy khỏi những mệt mỏi, chán trường của mình. Nếu bạn đang làm dở dang một công tác nào đó, hãy tiếp tục hoàn thành, vì Chúa ban thêm ơn và thêm sức cho bạn. Lớn tiếng hân hoan, lời khen danh Giêsu muôn đời, phước lớn Chúa ban, ơn rộng sâu hơn biển khơi. Nhớ mãi không quên, hằng ngày nhớ ơn Chúa rất nhiều, dẫn đưa đàn chiên trong tình yêu lớn. Đời.